Dạ hello, xin chào mọi người nha. Trời đất ơi là trời, chạy hết rồi. Đó, đám tệ con mới nay chạy hết rồi. Mấy cái kênh mà chia sẻ về cái những cái ghi âm mà chửi bà hàng xúc phạm bà hàng cho mấy con mụ nào đó, mấy cái kênh nó no hết rồi. Giờ tôi đang đi nộp bằng chứng đây cô chú anh chị. Giờ đang đi nộp bằng chứng luôn nha. Đó. Xong hết rồi, bữa giờ nói chung là lưu ghi hết rồi, USB thì nhiều lắm cô chú anh chị ơi. USB chép vô chứ không phải mỗi người như vậy là một cái USB mấy chục ghi chép không đủ luôn á. Quá trời quá đất rồi. Nói chung là lần này là làm việc đã luôn. Tại vì á mình thấy á những cái thằng mà trên top top là nó chửi nặng nề nhất. Ha. Rồi nó thể hiện nhiều nhất. À cho nên á là mình đã coi như là ghi màn hình lại. Ghi màn hình lại hết rồi. Ha. Nói mấy cái thằng đó là nó nói tới luôn, nó nói thẳng tên, nó đăng công ty Đại Nam là sở giả thành đại nạn, khu dung quá Đại Nam này kia nọ đó, những cái hội nhóm ở trên top á mình ghim lại hết ha. Xóa tài khoản cũng không kịp đâu, tại vì khi mình vô như vậy đó cũng đã coi như là ghim, người ta cũng có một cái bộ phận là người ta check người đó ở đâu như thế nào của chúng chị, nó rõ ràng vậy rồi. Cho nên đó là ngày hôm nay thì sau khi ông Dũng ông tuyên bố ông sẽ kiện đó, thiệt sự ra cái nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân, chật tay chật khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Chuyện mà ông tuyên bố thì tại mấy anh em YouTube hỏi mà ông Dũng mới nói thôi, chứ đúng ra là không có ai nói cái vấn đề này. Và bản thân chị Hằng luôn nữa, bản thân chị Hằng là cũng không được nói luôn nữa. Vì sao không được nói? Nói làm gì? Nói ít lợi gì đâu. Tốt nhất đã tôi nói rồi, tôi đã nhắc mấy anh em YouTube rất là nhiều lần rồi, tôi nói người ta có tiền đó, nói gì vừa phải thôi, nói phải vừa phải thôi, đừng có làm quá. Mình làm kiếm tiền mà, đúng không? Mình làm gì cà rỡn rồi vui thôi, đừng có đụng tới mà danh dự người ta, đụng có đụng tới là coi như là doanh nghiệp người ta, doanh nghiệp là người ta đóng thuế một năm vài trăm tỷ cũng có nữa đó các bạn, thấy không? Một cái nguồn tài nguyên của quốc gia đó, mà doanh nghiệp động tới doanh nghiệp ta thưa là no. Còn một số người còn cố tình đi lại cổng Đại Nam á, những lúc ban đêm đó, coi như là live stream đó, tôi đã ghi màn hình lại hết, ghi màn hình những cái bình luận coi như là kêu tẩy chay Đại Nam, rồi Đại Nam là đại nạn, coi như là chửi bới bà Hằng, nó nói nặng ông Dũng, cấm sừng cấm gì, ôi đủ thứ nào với tài xế này kia, tôi ghi lại hết rồi. Tôi chép rất là nhiều USB và những cái bình luận đó, không phải là thưa cái bình luận, chủ kênh sẽ chịu trách nhiệm của việc đó, và những người đó là những người sẽ chịu trách nhiệm tiếp theo. Đó, những người mà chia sẻ liên đới pháp lý này kia cái nọ đó sẽ chịu trách nhiệm tiếp theo của chú anh chị. Rồi lần này là như mà vui như mở hội rồi, lần này toan rồi của chú anh chị ơi. Tại vì á, những người mà nó nói né nói tránh ở bà CEO rồi hả, ông lò ông sừng voi, ông ngài voi này kia cái nọ đó, đó. Đừng, các bạn đừng có nghĩ đơn giản nha. Ở dưới những cái bình luận của các bạn có hết tên tuổi người ta ở dưới đó, có hết công ty của người ta ở dưới đó. Tôi nói đừng có chạy đằng trời, cái này là chạy đằng trời. Bữa nay thì mình phát hiện một điều rằng á, thì một số người, một số kênh ha, là coi như là chửi Đại Nam rất là nhiều, và họ đã coi như là ẩn clip, xóa clip rất là nhiều rồi. Nhưng mà thiệt sự ra các bạn muộn rồi, nói thẳng như các bạn là muộn rồi. Đúng lý ra hôm qua chú Dũng không nên nói, thật sự luôn, tôi hơi chắc chú. Thật sự luôn, hôm qua không nên nói. Đừng nói gì chứ, cứ cho nó lên làm tiếp tục đi, nó tới cái ngày mà công an mời nó lên làm việc thì lúc đó nó mới giật mình được. Thấy không? Đã mình lên mình cảnh báo rồi, đừng có xúc phạm, đừng có chửi bới. Thấy không? Cỡ hàng ni đó mà cô chú anh chị nhớ không, khi mà ra phiên tòa hỏi đó là bị cáo lấy bằng chứng ở đâu, lấy thông tin đó ở đâu, bà hàng ni bà trả lời câu xanh dần không? Bà đăng công khai trên không gian mạng đó, nó tò hỏi tiếp đó là bằng cáo có kiểm chứng ở đó chưa, nó tại bị cáo lấy trên đó nó đăng tự do đó, trên đó đăng này kia đó, người ta có kiểm chứng chưa đó, hỏi ngược lại kiểm chứng chưa thôi, chưa thì tại sao
Đó, cái đó là báo chí đã đăng rồi, báo chí đăng là do bà Hằng mới cho phép báo chí người ta mới đăng. Đó, rồi từ cái đó ta đăng lấy cái dấu hiệu là tốt, dấu hiệu bình thường, ta đăng trên trong cái tinh thần là gọi là tích cực. Còn á, bị cáo lấy cái đó ra, bị cáo đi coi như là đi là xuyên tạc, bóp méo mó là thành tiêu cực. À, câu chuyện nó khác lắm quý vị. Cho nên là cái ngôn từ mình này cái nọ nó không đơn giản đâu. Thật sự em nói với cô chú thì không bao giờ đơn giản. Thấy không? Cho nên á là tôi nói hôm qua chú Dũng là hơi cái dạng mà chú thấy máy nhiều quá thì chú cũng chắc cũng lẹ, cũng là dơ cao đánh khẽ là cảnh báo một số người thôi. Một số người đã vô nói về Đại Nam rất là nặng nha. Đại Nam là đại nạn rồi, thằng Dũng sừng voi này kia cái nọ, nhiều người đáng con, cô đáng con của chú mà hả lên xúc phạm cô, chú không ra một cái thể thống gì hết của chú anh chị. Thiệt sự mà nói là mình coi mà mình đau lòng dễ sợ luôn. Trong khi đó đó, người ta không làm bất kỳ cái điều gì xúc phạm tới mình hết, mà mình coi như là đi coi như nói người ta không còn cái thứ gì hết của chú anh chị nha. Ai cho phép làm điều đó của chú anh chị? Thấy không, tôi đã nói, tôi cảnh báo anh em YouTube rồi mà. Có nhiều người quen tôi nữa chứ không phải là không quen đâu. Thấy không? Coi kênh tôi hàng ngày chứ không phải không coi đâu. Tôi đã nói rồi. Thấy không? Chẳng hạn như câu chuyện tôi chia sẻ với ông Minh Tuệ. Ông Minh Tuệ tới giờ tôi vẫn chưa xúc phạm ông lại gì mà. Tôi chỉ nói là những kẻ đang lợi dụng hình ảnh ông Minh Tuệ quay rồi kêu ha, kêu ghéo giống như xúi dục người ta về đó để đảnh lễ ông Minh Tuệ hay gặp gỡ ông Minh Tuệ, làm cho địa phương nó ồn ào rồi lên. Tôi chỉ lên án những cái bạn đó. Chứ còn tôi tới giờ thời điểm này tôi vẫn chưa chửi Minh Tuệ một câu nào mà gọi là như thế nào. Thật sự luôn. Thấy không? Bản thân tôi á, tôi biết rằng là ông chuyện ông chọn cái đường tu là tốt. Thấy không? Nhưng mà vì cái chuyện ông chọn cái đường tu đó, nhưng mà vì ổng mà xã hội người ta bu đông bu đỏ lại kiếm ổng. Lại coi như là hả, vì ổng mà người ta đến người ta gặp ổng. Cho nên là hả, nó mới nhiều người nó gây mất an ninh trật tự như vậy. Tôi lên tôi khuyên mọi người là không nên đến đó. Thật sự tôi khuyên luôn rõ ràng, trong những video clip tôi đều khuyên á, không nên đến đó để làm gì. Đó, đúng không? Rất là rõ ràng như thế. Nhưng mà nhiều người họ bảo rằng là tôi chửi ông Minh Tuệ. Tôi chưa hề, thật sự tới thời điểm này tôi chưa hề chửi ông Minh Tuệ một câu nào, chưa một có một lời nào mà nặng nề. Tôi chỉ nói rằng là ông Minh Tuệ, ông là người tu, với cái trình độ, với cái kiến thức, với cái sự hiểu biết của ông, ông thừa để ông nhìn ra vấn đề rằng là người ta đến đây vì mình, mà trong khi đó mình chọn 13 hành đầu đà là cái hành độc cư, thấy không? Cái hành đi coi như là gốc cây, nghĩa trang, nghĩa địa là nhà, đúng không? Đó, ngủ ngồi như thế. Thì ông thừa biết là đến đó mà giờ ông vô công ty như thế là sai lầm. Quá sai lầm trong cuộc đời tu của ông luôn. Bây giờ tu á, nhiều người nói gọi là đắc quả rồi, thấy không? Chứng đắc rồi, ai chứng? Ai chứng, người nào dám nói là ông tu đắc quả, chứng quả, đắc quả gì đâu. Đúng không? Không có ai hết. Đó, nón của mình tại nữa nè, rớt nữa nè. Ngoài đường luôn mà. Ai chứng cái chuyện đó, phải không? Cho nên khi mà tôi chia sẻ cái điều đó, tôi đều lên án những người mà đi kéo lên nó làm mất an ninh, mất trị an, mất an ninh trật tự ở địa phương đó. Vì tôi cho rằng là không nên kéo tụ tập như thế, không nên là đến chỗ làm phiền người ta tu tập như thế, đúng không cô chú anh chị? Đó, còn những kẻ mà coi như là dựa câu chuyện của Minh Tuệ, dựa vào cái fan đông đảo của Minh Tuệ để đả kích bà CEO Nguyễn Phương Hằng, thì tôi đã khuyên rồi, các bạn làm kiếm view thôi. Các bạn mà đụng vô tới công ty, các bạn nghe, các bạn thừa biết nội dung nó sẽ ảnh hưởng tới công ty người ta như thế nào chứ. Có người còn lên mà kêu tẩy chay thế này thế nọ. Tôi nói rồi mà, một số người cỡ luật sư sĩ của chú anh chị nghĩ đi, cỡ luật sư sĩ cỡ hàng ni đó mà coi như là còn lên dĩa nữa, thì chú anh chị cứ nghĩ đi, ba cái giọng thứ mấy YouTube YouTube này cái gì đâu, không nghe là rén ngang liền, rén liền là coi như quéo queo liền, coi như chạy liền xóa clip, nhưng mà xóa nó muộn màng rồi. Bởi vì USB là mỗi kênh như lưu một cái USB mấy chục GB không á, mà có lưu còn không đủ nữa, nhưng mà nhiêu đó là đủ rồi. Lưu bật luôn cả video, bật luôn xuống dòng những dòng tin nhắn, dòng bình luận ở dưới luôn, vô kênh bật thẳng như vậy luôn. Rồi những kênh mà giật cái thumbnail coi như là hả, Đại Nam thiếu nợ, rồi bà Hằng
với tài xế này kia cái nọ đó, đó có hết, nó có bình luận phía bên dưới nó đầy đủ hết trơn, các kênh đó, đó cô chú anh chị đăng tải những video đó. Các bạn đừng nghĩ rằng tài khoản ẩn danh là hả, tài khoản của bạn người ta biết không, bài trên mạng thôi, người ta không biết, không biết mình ở đâu, không có đâu. Đừng xem thường, đừng xem thường quá các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, check cái IP cái là ra hết, ở đâu mà không thấy, ở đâu mà không biết. Các bạn đừng nghĩ các bạn là làm gì người ta không biết. Trời ơi, làm sao người ta không biết được các bạn. Tài khoản người ta tạo ra được, cái mạng xã hội người ta tạo ra được thì người ta thừa tiền để người ta làm, biết bạn ở đâu hết. Bạn xúc phạm người ta nặng nề thì bạn thấy cái cảnh, đúng không? Thấy cái cảnh cả, bạn thấy không, cỡ thằng thám tứ cao đó nha, cỡ thằng thám tứ cao đó là cái thằng là coi như là nó lì như con kiki luôn đó. Nhưng mà có gột nó không phải sao, nó phải né, nó phải tránh, nó phải lòn chứ banh qua lại, nó không đơn giản đâu nha. Dễ ăn coi như là hả, ốc bu vàng ăn hết rồi, không tới các bạn đâu. Đã nói rồi, các bạn phản ánh những cái chuyện gì đó, nó hợp lý không, nó đúng thì thôi. Còn trong câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, tôi nói các bạn nghe nè, bà Hằng á, bà CEO á, bà cũng chưa chắc rồi bà là tôi chia sẻ đúng hết. Đôi lúc bà chia sẻ vì cảm tính, vì bị coi như là xúc phạm, nhục mạ quá nên là bà đôi lúc bà quá lời, phải không? Bà cũng không kiềm chế được cái cảm xúc đó. Gặp tôi nói các bạn rồi, bà thì cũng như bao nhiêu con người khác thôi, đúng không? Tự nhiên cái tôi không làm gì anh mà tự nhiên anh đến anh chửi tôi, anh nói tôi, anh mói móc đời tôi mà tôi với anh có biết nhau không? Không hề biết nhau, không hề đâu, không hề quen luôn. Vậy mà lên chửi người ta như đúng rồi, hỏi ai không bực. Người ta sống, người ta cũng có cảm xúc, người ta cũng hả, là con người chứ đâu phải là người ta cái gì đâu. Mà bắt người ta phải hả, mình nói người ta được mà người ta nói mình không được, thấy không? Đương nhiên bà đôi lúc bà hơi bị cảm xúc, thấy không? Chính vì điều đó bà đã dùng cái biện pháp an toàn nhất là bà không kiềm chế được cảm xúc á, thì cho nên là bà hôm qua là bà không nói gì hết cô chú anh chị. Bà không nói gì hết, nó hỏi chú đi, con muốn hỏi gì hỏi chú đi, nó nhẹ nhẹ nhàng luôn để chú trả lời. Như hôm qua mà hơi giận chú thật sự luôn, hôm qua hơi giận chú, để khi chú hay để nó công an nó mời nó lên, cái lúc đó nó giật mình, ủa mời vụ gì ta, hay là công an xuống tới nhà xúc nó luôn á, lúc đó nó mới giật mình. Chứ chú nói ra giờ nó xóa clip hết trơn, chú thấy không? Xóa clip hết rồi. Nhưng mà đã coi như là đi bằng chứng đã được nộp, đến nơi cần nộp hết rồi cô chú nhỉ. Nộp đến nơi cần nộp. Tôi biết địa chỉ của thằng nào, tôi là coi như là ghim thẳng, coi như định vị thẳng luôn. Cho nó bắt cho lẹ xíu. Thật luôn. Thiệt, nói thiệt mà, đâu nói giỡn đâu. Khuyên rồi không nghe thôi. Bày đặt thấy view nhiều ha, thấy nói nặng nói nhẹ bà Hằng là view nhiều, fan Minh Tệ đông quá ha. Kéo qua tự nhiên cái người ta đi tu, cái tự nhiên kéo qua bà Hằng, bà nhắc tới tên ông Minh Tệ thôi, trời nhảy đông. Rồi các bạn sao rồi, sư phụ các bạn sao rồi, chứng đắc chưa, thấy không? Các bạn tối ngày phá nhà tu đó, đang phá nhà trai đó, hiểu không? Quỷ ma trà trộn, thấy không? Tu mà không yên với tụi con đó, toàn thứ gì đâu, không chứ ngoài thứ bảy chủ nhật nữa. Ôi ơi là trời, tu quá mà kêu quá hả, đừng có quay phim, đừng có chụp ảnh khầy để khầy tu. 4-5 thằng nó đi sát, nó quay luôn, nó kêu là hả, mọi người hãy về đây đi chứng kiến, không có như vậy đâu. Ba của thầy thì không cho coi như là hả quay phim cái cốc. Con nói cho ông bác nghe nè, ông bác cấm mấy cái thằng YouTube mà quay ông bác luôn đi, cấm không cho thằng nào quay hết, là con nói là nhà ông bác mới yên tâm được. Chứ còn không, con nói với ông bác là con nói là tụi nó là quỷ không á, không có đứa nào mà nó giúp ở nhà ông bác đâu, nó phá nhà ông bác đó, quỷ phá nhà trai không đó, nó nói thiệt luôn á, chứ không phải chơi đâu. Cấm cái gì, ông bác mà còn quay phim á, như là cái gì, ông bác còn nói là cái câu là VTV độc quyền rồi, VTV nào độc quyền, lâu lâu người ta cần đưa phóng sự để coi như là người ta hả, tránh cái tình trạng mà cái tụi kia nó thiêu dệt, nó cần đài VTV, đài chính thống lên đó, để mấy người ta mới quay đó bác ơi. Chứ không có VTV nào ta độc quyền hết trơn á, thấy không? Chỉ có mấy YouTube, YouTube mà mấy cái thằng mà hả, đang giờ hằng ngày đang quay thầy rồi nè đó, nó đây hằng ngày mà nó nói là nó tự nguyện đi hỗ trợ này cái nọ đó, mấy thằng đó là mấy cái thằng hại thầy đó, nó nói thiệt.
tốt nhất là tách mấy đó ra là xong, là êm đẹp nhất, không quay không quyết gì hết, để cho ông Minh Tuệ ông tu. Đó là cái sự thật nhất của chú anh chị. Nhưng mà những con người này, em nói thật của chú anh chị, họ cả họ làm cũng vì tiền thôi, họ không có anh hùng anh bá, họ không có cái gì đâu, thật sự luôn đó. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là họ là cái người tốt, họ theo thầy, chưa chắc đâu. Ngày xưa thì em nói của chú anh chị sao, chỗ tên Tuấn đó. Tuấn là coi như là ấy đó, của chú anh chị đó cũng vậy đó, cũng nói này nói nọ nói lọ nói chai, rồi kết quả cuối cùng thì sao của chú anh chị? Kết quả cuối cùng đó, không đi hay nhận tiền của người ta, của sư cô rồi này kia nọ, mấy trăm triệu luôn đó, bị bắt hết rồi đó, thấy không? Đó là những gì nói chung là ngày hôm nay em muốn chia sẻ với tất cả của chú anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn đó, tôi quay đợi đây thì Hải đợi đấy, không thoát được đâu con trai à, Barbie không tình yêu đó, đợi đó đi nha, tao đang đi nộp bằng chứng đây, tụi bay chạy thì chạy đằng trời, lần này là 30 luật sư vô cuộc là no rồi ha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Đây cũng là một nghiên cứu của đài truyền hình Long An đã coi như là phát sóng cho bà con biết giá trị của cây nhào. Và sau đây mời tất cả của chú anh chị xem qua lương y Nguyễn Công Đức, người đã nghiên cứu và người đã tìm hiểu cây nhào và giá trị nhào như thế nào nha cô chú anh chị. Đây là toàn thế giới đều có xài hết nha cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lương y Nguyễn Công Đức quý vị nhé. Xin chào lương y ạ. Chào Thí Liễu, chào bà con đang xem đài. Thưa lương y, ngày hôm nay Thí Liễu chọn chủ đề đó là cây nhào. Thì trước hết thì lương y có thể giới thiệu về cây nhào cho bà con được biết không ạ? Thì chúng ta thấy cái cây nhào từ lâu người ta đã có nghiên cứu nó và đã có định danh nó đàng hoàng. Từ năm 1753 người ta đã đưa vào nghiên cứu và người ta giới thiệu cái cây nhào. Tên là thành phần mà dinh dưỡng ở trong cái trái nhào là rất là tuyệt vời. Ngoài một số các cái vitamin cần thiết, nó có các cái vi lượng cần thiết, nó có các cái khoáng chất cần thiết luôn. Yeah. Trị được là đau lưng nhức mỏi, phong tê thấp, thần kinh tọa, thoái hóa, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vân vân. Và một cái đặc biệt nó là nó kiểm soát được đường huyết. Với cái trái nhào này, ổn định được huyết áp là hai cái là mình mê rồi. Đây là bệnh nền, mà bệnh mà của thời đại mà. Và một cái đặc biệt nữa là nó tăng cường, nó bổ cho xương khớp. Ba cái đó là tôi thấy là đã ngon rồi chứ không có nói gì nó nhiều nữa ha. Cái công dụng của nó như thế nào? Thứ nhất là bảo vệ tim mạch nè. Nó lưu thông được máu huyết, ngăn chặn được cái máu đóng cục. Là máu đóng cục là nó hay bị lắm, nó tắc bất tử ở phổi là kẹt lắm ha. Và mà nhờ nó lưu thông cho nên nó chống được đột quỵ. Thấy chưa? Thấy cái công dụng của cái nước cốt nhào đó là tuyệt vời chưa? Thế bây giờ là hồi nãy mình nói cái Illinois là cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ đó, còn là nó sử dụng nước ép trái nhào, mình nói nước cốt đây ham, nó dùng mỗi ngày như vậy, ổn định đường huyết, ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu, duy trì được cái khả năng hoạt động lâu dài ha. Cái đó là cái công dụng của nó, mà có nơi nghiên cứu, có nơi công bố ha. Rồi bây giờ cải thiện chức năng xương khớp nghĩa là sao? Nếu mình uống vô thì nó không đau nữa, đau nhất thì không đau nữa. Rồi hỗ trợ kiểm soát đường huyết nghĩa là sao? Đường đang cao, uống thì thấy đường nó bình thường. Giảm mệt mỏi, như vậy thì mình đang mệt mỏi rồi là thở không ra hơi, nhưng mà mình uống nó mình thấy khỏe, thì đó là giảm mệt mỏi. Yeah. Cái nữa tăng cường trí nhớ, nhờ nó đẩy máu lên trên não, nó mang oxy lên não, chống được cái là suy giảm oxy, thiếu năng tuần hoàn não. Đó là cái của cái trái nhào này. Rồi và một cái đặc biệt nữa là trong cái ung thư, chất mà có ở trong cái trái nhào để nó chống lại cái phát triển của các cái tế bào ung thư, chống được các cái khối u, đó là cái chất đặc biệt, cái danmacantan là cái chất đặc biệt có trong trái nhào ngừa được các khối u để trị được ung thư. Yeah. Cái này là có cơ sở, có nghiên cứu nha. Yeah. Đó, cô chú anh chị thấy một số công dụng rất là đặc biệt của trái nhào ha. Đây là coi như là một bài thuốc rất là quý và rất là giá trị của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và ngoài nước cốt nhào sản phẩm nhà làm ra thì đây có bên cạnh em còn có thêm cái cao so bóp cũng sản phẩm nhà làm luôn nha. Bị coi như là ai đau nhức xương khớp, trời chở trời mà đau nhức xương khớp, chơi thể thao bị bong gân trật xương khớp rồi đó, xịt vào so để so tan những cái chỗ bầm
thì cực kỳ hay luôn ha. Đây là những sản phẩm nhà làm hết. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Rồi, một lần nữa chúng ta hãy gọi để chúng ta được những sản phẩm nha cô chú anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều ạ.